Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Tiếp tục những bản tin thời sự của quốc tế đang sôi động hấp dẫn. Sẵn tiện nói về Palestine và Do Thái, về những vấn đề khó khăn, cho Nguyên cập nhật hai bản tin nóng cho các quý vị về vấn đề Palestine và Do Thái. Thứ nhất, ban giao giữa Do Thái và Colombia đã bế tắc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Colombia đã kêu gọi lãnh sự quán của Do Thái trở về nước. Ông ta chửi thẳng luôn, về nước đi. Cút. Sau khi cái cuộc mâu thuẫn ở tại Colombia, sau khi chính phủ Colombia về Việt Nam học cái bí kíp võ công để mà kêu là chống tham nhũng, thì trở về Colombia thì không biết lại sao lại xích mích với Do Thái, vì người Colombia xuống đường biểu tình ủng hộ Palestine và một số người Do Thái ở tại Colombia đã bị kỳ thị. Chính phủ Do Thái đã cắt đứt vấn đề ban giao vũ khí với Colombia. Từ lúc đó nó xảy ra cái mâu thuẫn xích mích của những nhà ngoại giao ở tại đất nước Colombia. Và ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của phía bên Colombia tức giận và ông ta nói một câu: cút về nước đi, cút, cút về, cút về. Nên là ban giao giữa Do Thái và Colombia ở trong một cái giai đoạn bế tắc. Nguyên mới vừa nhận một bản tin động trời liên quan đến Iran. Iran các quý vị, Iran. Bản tin động trời, cách đây vài ngày thì Do Thái đã tấn công vào sân bay của hai quốc gia láng giềng, Liban và Syria. Thì hiện bây giờ cái bản tin tấn công cách đây 1-2 ngày rồi. Chúng ta không biết nguyên nhân và lý do, nhưng bây giờ đã biết. Những sân bay chính của Liban và Syria đã bị tiêu hủy với bom đạn của Do Thái. Lý do Do Thái tấn công là bởi vì Do Thái ngăn chặn sự tiếp tế vũ khí đến từ Iran. Theo một tình báo nguồn tin cho biết, chiếc máy bay của Iran đã chở đầy hô két, quả tiễn giác dài và nhiều vũ khí khác đang bay hướng về Syria và Liban. Nhưng khi nghe thông tin là đường băng máy bay đã bị đóng cửa và không thể đáp xuống được, thì máy bay của Iran đã bay ngược trở lại. Và đây là một bằng chứng cụ thể cho biết là Iran có tham gia gần xa trong sự hỗ trợ cho Hamas. Đây là một cái điều hiện bây giờ người ta rất là phân vân trong tương lai Iran sẽ quyết định như thế nào. Iran sẽ quyết định như thế nào? Hiện bây giờ chưa có rõ về cái vấn đề này. Đây là cái bản tin mà Nguyên nhận được và Nguyên thấy nó cảm nhận là bắt đầu Nguyên thấy cái dấu hiệu là người ta đang cáo buộc Iran là kẻ chủ mưu sau lưng Hamas. Và trong tương lai có đem Iran đem lên cái thớt mà chém hay không thì Nguyên không biết. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì tất cả những cái nguồn tin và tình báo cho biết kẻ hỗ trợ cho Hamas là Iran. Hỗ trợ cho Hamas là Iran. Và có những bằng chứng cụ thể mà người ta đã nêu lên, chiếc máy bay tên gì, bay đến đâu, trong trọng chứa vũ khí gì. Tình báo của Hoa Kỳ, của Anh Quốc, của phương Tây họ nắm rõ trên lòng bàn chân hết. Trên lòng bàn chân hết. Và không biết Iran sẽ ứng phó với những cái bản tin được rò rỉ ra bên ngoài như thế này, sẽ ứng phó như thế nào khi thế giới chỉ trích ra sao. Đó là bản tin mà Nguyên cảm giác là bản tin nó cực kỳ là nó hot và nó nóng. Nguyên cập nhật bản tin hot quan trọng chút xíu nữa cũng liên quan đến tình hình của thế giới căng thẳng ngày hôm nay. Sau đó Nguyên sẽ có một bài bình luận nhỏ nhỏ cho các quý vị cuối chương trình. Bản tin cực kỳ là hot mà đang sôi động nhất hiện bây giờ đó là cuộc khủng bố ở tại Bỉ. Khủng bố ở tại Bỉ. Một cuộc xả súng nhắm vào người dân Thụy Điển. Hai người Thụy Điển đã thiệt mạng. Hiện bây giờ là kẻ tình nghi đã bị bắt. Kẻ tình nghi đã bị bắt ở tại Bỉ. Ở tại Bỉ. Và chính phủ của Thụy Điển đang phẫn nộ về vấn đề này. Chính phủ của Thụy Điển nói rằng là tôi không muốn dân tôi đi qua nước ngoài mà phải sợ hãi nói là tôi là người Thụy Điển. Vì đây là cái cuộc khủng bố nhắm về người Thụy Điển đang đi du lịch ở tại Bỉ. Đang di lưu dịch ở Bỉ. Hiện bây giờ biên giới của tại châu Âu đang đóng cửa vì sợ cái số lượng
nhóm khủng bố lợi dụng biên giới mở cửa mà đi qua đi lại bằng cách dễ dàng, bằng đường bộ, đường xe. Nên hiện bây giờ những biên giới ở tại châu Âu, tất cả biên giới châu Âu bắt đầu là tạm thời đóng cửa. Thường xuyên chúng ta đi xe hơi đó, qua biên giới không ai xét tới gì hết, chạy một cách rất là dễ dàng, giống như đi qua nước này nước kia, giống như cái chỗ không người. Nhưng là bởi vì cái tình hình báo động toàn châu Âu khủng bố, nên là bắt đầu kích hoạt cái hệ thống an ninh của quốc gia. Nên là tất cả biên giới ở tại châu Âu tạm thời bây giờ là ở trong cái giai đoạn kiểm duyệt rất là gắt ghê. Ra vào biên giới, đường xe là phải kiểm duyệt một cách rất là tỉ mỉ, không giống như mấy ngày trước. Vì cách đây vài ngày thì khủng bố tại Pháp, bây giờ khủng bố tại Bỉ, khủng bố ở Hòa Lan trước, rồi vài ngày nữa sẽ có những sự khủng bố khác thì không biết. Nên là hiện bây giờ tại Liên minh châu Âu, bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc chiến tranh Ukraine và Hamas, nó đã dẫn đến cái sự mà lực lượng khủng bố đã quay trở lại. Ngày hôm nay Tổng thống Pháp, ông ta có một cái câu nói khá là chấn động. Ông ta nói rằng là hiện bây giờ tất cả những quốc gia châu Âu, không có quốc gia nào chuẩn bị sẵn sàng đối phó với khủng bố hết. Tất cả những quốc châu Âu sẽ bị tổn hại nặng nề với cuộc khủng bố sắp sửa tới, và lực lượng khủng bố đã quay trở lại. Thì cái điều này cho Nguyên nói là bây giờ cái tình hình, cái vấn đề mà Hamas thì chúng ta đều biết. Nguyên nói là cái câu chuyện giữa Israel và Palestine, Nguyên không bên ai hết. Nguyên không đứng về bên nào hết, vì Nguyên hiểu lịch sử của họ. Nguyên đã có làm cái chương trình về họ cách đây cũng rất là nhiều năm, và Nguyên có điều tra về lịch sử của họ, vì Nguyên, họ là tranh chấp địa lý chính trị. Điển hình giống như Nguyên nói giữa Việt Nam chúng ta và Campuchia như vậy đó. Người Campuchia đứng về lập trường của Campuchia thì họ cho là họ đúng. Chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta đứng lập trường của Việt Nam, chúng ta là đúng. Nên là thực tế không có ai đúng ai sai hết. Và cái điều đó nó khó giải quyết vấn đề tranh chấp địa lý chính trị. Nên giữa Palestine và Do Thái, nó là một cái tranh chấp là gần 100 năm từ khởi đầu. Lời khởi đầu là do Anh Quốc là người khởi xướng vào đệ nhất thế chiến năm 1914, là bắt đầu là có cái xu hướng đã bắt đầu Anh Quốc là người khởi đầu, sau đó Mỹ là người thực thi để có đất nước Do Thái ngày hôm nay. Nó đã dẫn đến cái sự xung đột của hai quốc gia, nó đã mấy chục năm vừa qua, nó không phải là mới đây, và trong tương lai cũng sẽ không giải quyết được. Vì cái lý tưởng đất nước của mỗi người đều mỗi khác, và cái điều này nó đang trở thành cái tâm điểm. Nguyên đưa tin Ukraine và Nga thì Nguyên có đứng về phía Ukraine, đó là thật, vì Nguyên ủng hộ phe yếu, Nguyên không muốn kẻ xâm lược chiến thắng. Nhưng giữa Palestine và Do Thái là Nguyên đưa tin hoàn toàn trung lập, Nguyên không lên án cũng không binh vực, Nguyên chỉ đưa tin những cái gì nó có cụ thể để cho các vị, vì Nguyên hiểu được cái sự tranh chấp của hai quốc gia này nó như thế nào. Thực tế người Palestine cũng đáng thương, người Do Thái cũng đáng thương, vì cái điều là cái sự cố chấp về những cái cách mâu thuẫn giải quyết về địa lý chính trị. Mà cái khổ là chỗ đó các vị, có vài thứ trên thế giới chúng ta không nên đụng tới. Tôn giáo, đụng tới tôn giáo là khô máu, đụng tới đất nước là khô máu luôn. Khổ là hai quốc gia này nó đều đụng với nhau hai lãnh vực này hết, đất nước và tôn giáo. Nên là hai cái quốc gia này nó đã trở thành là cái sự xung đột mà Nguyên nói không thể nào giải quyết được, không thể nào giải quyết, và sẽ mãi mãi không thể nào có hòa bình được giữa hai quốc gia này. Nó có thể hòa bình tạm thời, nhưng nó không thể hòa bình mãi mãi được. Nên là cái điều đó chúng ta thấy rõ được, nên lý do tại sao cái cuộc chiến giữa Israel và Palestine nó là một cái cuộc chiến nó khá là phức tạp, và nó dẫn đến cái sự phẫn nộ của quốc gia phương Tây. Phương Tây thì ủng hộ Do Thái phần lớn. Trung Đông thì ủng hộ Palestine và vài quốc gia khác. Nên là bởi vì cái sự ủng hộ này nó đã làm cho cái sự khủng bố khắp nơi tại châu Âu. Châu Âu sắp sửa tới đây thì sẽ chìm trong cái sự khủng bố nếu cuộc giao tranh Israel và Palestine kéo dài, đặc biệt là khi Do Thái tấn công vào Gaza. Khi Do Thái tấn công vào Gaza thì cái cuộc khủng bố ở tại châu Âu nó sẽ bùng phát khắp nơi, không có một cái nơi nào là an toàn nữa, cả luôn Hoa Kỳ. Đây là một cái sự việc đáng lo cho tất cả cô chú anh chị em ở tại châu Âu, đặc biệt là với bác anh chị em ở bên Thụy Điển, người Việt Nam bên Thụy Điển hay là người Thụy Điển
Thụy Điển là trong những quốc gia, Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp là ba quốc gia hàng đầu mà khủng bố nó nhắm. Hàng đầu nó nhắm. Nguyên là ở hai quốc gia là chết luôn. Chết luôn các quý vị. Nguyên ở Đan Mạch và ở Pháp chết. Ba quốc gia hàng đầu của tổ chức khủng bố nó đang nhắm vào. Nhưng mà đây là con dao hai lưỡi. Nguyên đã nói rồi. Châu Âu không có cái lý do gì mà để tham chiến ở tại Trung Đông hết. Nhưng nếu khủng bố, châu Âu có thể lấy cái cớ. Cái cớ là gì? Tiêu diệt khủng bố. Cũng giống như tại Mỹ ngày xưa, hai cái tuốc, hai cái tòa nhà ở tại New York bị sập. Lấy cái cớ sự tấn công vào tòa nhà để mà tiêu hủy Osama bin Laden mà bước vào cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông. Thì cái sự khủng bố của phía bên lực lượng Hồi giáo cực đoan, nó có thể dẫn đến châu Âu bước vào cuộc chiến tranh ở tại khu vực châu, khu vực giữa giao tranh Hamas và Do Thái. Đây là cái cớ mà cũng là một cái nguyên nhân tại sao Nguyên nói á, những người Hamas hay lực lượng Hamas hay lực lượng nước này nước kia là những người họ yêu nước, họ yêu đất nước của họ, họ rất là thương đất, họ yêu nước. Nhưng cái sự yêu mà cái sự thiếu nhận thức và sự không biết cách làm sao ứng phó, mà cái hành động mù quáng nó dẫn đến đất nước của họ bị thiệt hại nặng nề. Nên tại sao Nguyên nói yêu nước phải yêu một cách thông minh, yêu một cái sự nhận thức và hiểu biết, yêu một cách mù quáng bất kỳ chết, và chỉ nghe người ta xúi dục và làm những cái hành động ngu dốt, nó chỉ có dẫn đến cái sự thảm hại cho đất nước của mình. Và điển hình trong Nguyên cụ thể, hiện bây giờ Nguyên thấy cái đất nước đang thảm hại nhiều nhất chính là Palestine. Hàng triệu người dân phải đi về đâu, sống như thế nào, cả thế giới không ai muốn nhận. Người dân Ukraine thì người ta còn nhận, Palestine láng giềng chẳng có nước nào nhận hết. Châu Âu bây giờ đã quá mệt mỏi với tị nạn của phía bên Ukraine rồi. Châu Âu bây giờ cũng không nhận nổi. Họ tương lai sẽ như thế nào? Đó là bản tin liên quan đến bổ sung thêm cho các quý vị biết là tình hình của châu Âu đang nguy kịch như thế nào. Trong Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chương trình. Và bây giờ Nguyên quay lại chút xíu về của Việt Nam chúng ta. Trong Nguyên cáo lỗi là trong những ngày kế tiếp, thì bởi vì tin thế giới nó quá nhiều, đặc biệt là tin chiến tranh Ukraine và Nga quá nhiều, Nguyên sẽ ít cập nhật tin Việt Nam. Nguyên chỉ đưa vào những cái bản tin nào Nguyên cho là cái bản tin nó có giá trị. Đặc biệt là trong cái giai đoạn nó quá căng thẳng rồi, Nguyên không thích bình luận những cái chuyện gì nó không vui nữa. Đã quá đủ mệt rồi. Nguyên chỉ đưa một bản tin vui cho Việt Nam cho các quý vị biết là theo nguồn tin Nhật Bản cho biết, của Nhật Bản mà Nguyên mới vừa đọc cho biết, đó là Nhật Bản sẽ nâng cái tầm đối tác với Việt Nam lên tối đa. Lên tối đa. Có nghĩa là trong tương lai thì Việt Nam không phải là bắt cá ba tay, mà Việt Nam bắt cá bốn tay. Việt Nam không có chơi với ba anh mà chơi luôn anh Nhật luôn. Đó. Việt Nam chúng ta là quất luôn Nhật Bản luôn. Người ta cứ nói cái gì ta? Ăn cơm Tàu, lấy nhợ giật ở nhà Tây. Đó, đúng luôn. Bây giờ là đúng kiểu Việt Nam chúng ta luôn. Đúng không? Ngày xưa là không lấy vợ Nhật, bây giờ sắp sửa qua dứt vợ Nhật rồi. Ăn cơm Tàu thì ăn lâu rồi. Quất cơm Tàu là ăn lâu lắm rồi. Bây giờ mới quất cơm nhà Tây, nhà Mỹ, mới quất nhà Mỹ thôi. Mới quất nhà Mỹ thôi. Mỹ thì mới vừa ở nhà. Đây là cái nền đối tác mà theo nguồn tin của Nhật, chính phủ Nhật đã đưa ra cái chiến sách là nâng tầm đối tác tối đa với Việt Nam. Tất nhiên là Việt Nam ngu dại gì từ chối. Giờ thêm ông Mỹ và thêm ông Nhật nữa thì vui cả làng, có gì đâu, càng đông càng vui. Việt Nam làm gì từ chối. Đây là cái cơ hội cho Việt Nam để cho cái sự ban giao nó càng ngày nó càng nhiều, đối tác nó càng ngày càng nhiều. Nên là đối với Việt Nam là vui, bây giờ là vui cả làng. Đỡ không? Nên nguyên cái câu nói người ta nói câu nè, ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật ở nhà Tây. Nó chuẩn luôn, nó chuẩn luôn các quý vị. Có thể nói là Việt Nam chúng ta hưởng lợi khi lúc đó người ta tẩy chay Trung Quốc. Nhưng mà trong cái lợi nó có cái hại. Trong cái lợi nó có cái hại. Việt Nam càng tiến bộ chừng nào thì chúng ta sẽ bị càng sự đe dọa uy hiếp của Trung Quốc càng chừng ấy. Nó là như vậy. Vị Nguyên đã từng phân tích thị trường kinh tế là một cái bánh. Trung Quốc mình ơn Trung Quốc, nó lấy phần nửa phần trăm, nó cắt đôi phần nửa. Cái bánh thuộc về của Trung Quốc. Những quốc gia khác kia nhỏ, Trung Quốc mình nó lấy phần nửa.
Nhưng bây giờ thì người ta không muốn cho Trung Quốc phân nửa nữa. Người ta lấy lại cho Trung Quốc chỉ có 1/3. Còn 1/3 kia người ta chia cho Việt Nam, chia cho Ấn Độ, chia cho Thái Lan, chia cho Indonesia. Trung Quốc làm gì vui? Làm gì vui các quý vị? Chuyện đó không có. Nên là cái sự mà đối tác giữa trong tương lai giữa Nhật Bản và Việt Nam, đó là một sự đối tác tuyệt vời. Tuyệt vời. Và nó chưa có ký. Đây là cái bản tin mới Nguyên mới vừa nhận được. Chưa có cái chưa thấy là phía bên chừng nào Nhật Bản sẽ ghé thăm Việt Nam ký đối tác, hay là chưa biết ngày rất chính xác, thì Nguyên không có, Nguyên chưa có nhận đến từ thông tin của Việt Nam, tại vì Nguyên không có đọc báo Việt Nam, không có thời gian để đọc, không có thời gian để mà nghiên cứu đọc báo Việt Nam trong thời gian, trong giai đoạn này. Nên là trong những ngày kế tiếp về mấy cái tin tức ở bên Việt Nam thì cho Nguyên mạng phép tạm thời không chia sẻ, trừ khi cái cuộc chiến tranh nó lắng động xuống thì Nguyên có dư thời gian làm việc thì Nguyên mới đem những bản tin của Việt Nam Nguyên chia sẻ với các quý vị, bình luận mấy đồ Việt Nam. Nhưng bây giờ thì không có thời gian nhiều, chỉ có cái bản tin của Nhật Bản Nguyên thấy nó có cái giá trị cho vấn đề phát triển kinh tế của Việt Nam. Mà Nguyên nói là phát triển kinh tế thì nó không có đảng phái, nó có lợi cho nhân dân thì không có đảng phái gì hết. Đối với Nguyên mà có lợi cho người dân thì Nguyên bất chấp đảng phái, đảng nào cũng được, không quan trọng. Nên cái sự đối tác gần gũi của Nhật Bản nó sẽ giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế, với đặc biệt là vấn đề công nghệ, Việt Nam sẽ phát triển lẹ hơn trong những năm kế tiếp. Đó là bản tin nho nhỏ của Việt Nam mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và Nguyên chỉ có nói câu cuối cùng và chúng ta tạm biệt. Hãy nhìn Do Thái và Palestine để học được cái lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia. Cái điều đó các quý vị hãy nghiên cứu. Giữa Do Thái và Palestine, nó không hoàn toàn giống như Việt Nam và Campuchia. Nó không hoàn toàn giống như vậy. Nhưng nó lai lai giống như vậy. Câu chuyện nó lai lai giống như vậy. Nó hoàn toàn nó khác, nhưng mà câu chuyện nó lai lai vấn đề địa lý chính trị, tranh chấp chính trị, địa lý chính trị. Nên là cái bài học ở tại Do Thái và Palestine, chúng ta phải học cho Việt Nam và Campuchia. Và nếu mấy ông chính phủ Việt Nam mà không đi nghiên cứu, không đi tìm hiểu để giải quyết, thì cái kịch bản giữa Do Thái và Palestine thì Việt Nam và Campuchia chúng ta sẽ gặp y hệt như vậy trong tương lai. Nên chúng ta phải ứng phó như thế nào, chúng ta phải làm như thế nào để cho cái bi kịch đó nó không đến trên đất nước của Việt Nam của mình, thì phải nghiên cứu tỉ mỉ và làm sao để giải quyết đừng xảy ra cái biến cố đó. Nên tại sao Nguyên nói Nguyên rất là đồng cảm người Palestine, cũng đồng cảm người Do Thái, nên là Nguyên không đứng bên nào hết. Nguyên không đứng cái bên nào hết, vì Nguyên hiểu rõ được cái lịch sử của họ như thế nào, câu chuyện đất nước Do Thái là sao thành lập, và tại sao có Do Thái ngày hôm nay, và tại sao những quốc gia láng giềng kế bên họ lại không ưa Do Thái, thì nó cũng có nguyên nhân và lý do. Và mọi sự việc nó cũng có một cái sự việc mà Việt Nam chúng ta với Campuchia nó cũng tương tự như vậy, là một cái bài học để chúng ta cần phải nghiên cứu. Mấy ngày hôm nay á, thì cái vấn đề rất là tốt cho Ukraine. Rất là tốt cho Ukraine. Có thể là rất là nhiều những cái thành quả đáng kể cho cái cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga, từ ở sườn miền Bắc đến cả luôn sườn miền Nam. Thứ nhất là cái cuộc thành công ngăn chặn cuộc phản công của Nga ở sườn miền Bắc. Nga tổn thất rất là nặng nề. Theo nhiều đoạn video đã quay cho biết thì một có thể nói là một trung đoàn xe tăng của Nga hoàn toàn đã bị hư hao và tiêu hủy khi bị gớt vào trong cái cạm bẫy cái phòng thủ của Ukraine. Và đã có rất là nhiều những hình ảnh vệ tinh và những dấu vết quay phim bằng những cái live cam đã thấy chứng thực những cái gì Ukraine đã tiết lộ đó là thật. Và lực lượng của Nga phải dậm chân tại chỗ ở sườn miền Bắc khi cái số lượng gấp 7 lần lực lượng phòng thủ của Ukraine, nhưng không đạt được những thành quả đáng kể và phải dậm chân tại chỗ khi tổn thất rất là nặng nề ở sườn miền Bắc. Mà hiện bây giờ thì đã được xác thực qua nhiều hình ảnh của Ukraine và của nhiều người đã tiết lộ, trong đó cả luôn Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã xác nhận cái điều đó. Và cái con số binh sĩ khoảng tầm Nga là 100 mấy chục ngàn binh sĩ, khi cái phòng thủ của Ukraine ở sườn miền Bắc chỉ có 20 ngàn mà thôi. Nhưng Nga không đạt được mục tiêu mà còn tổn thất rất là nặng nề bởi vì gớt vào trong cái bẫy của Ukraine. Ngoài cái sườn miền Bắc thì chúng ta nói vào khu vực Bakhmut. Thì cái khu vực Bakhmut thì mấy ngày gần đây thì Ukraine đạt được rất là nhiều những sự đáng kể. Thí dụ ngày hôm qua họ công bố là 3 cây số vuông họ đã lấy được diện tích. Và bây giờ thì ngày hôm nay họ cũng bắt đầu lấn sâu vào trong. Diện tích đất đai vẫn chưa nêu lên rõ. Mà Nguyên nghĩ là chiều nay, sáng ngày mai
thì sẽ có được công bố chính thức về cái sự tấn công đi sâu vào trong Bakhmut khi lực lượng của Nga bắt buộc phải bỏ những cái nơi chạm chốt phòng thủ của mình và phải lùi về sau. Và cái cuộc tấn công tại Bakhmut vô cùng thuận lợi sau khi tập đoàn Wagner đã rời khỏi khu vực này. Thấy rõ nét là cái sự ảnh hưởng của tập đoàn Wagner cũng lớn. Khi Wagner đã rời khỏi khu vực Bakhmut thì chúng ta thấy rõ được là lực lượng của Nga đã yếu dần, đã yếu dần. Khu vực xuống một chút xíu nữa, Zaporizhia, là cái khu vực nhà máy hạt nhân, thì đó đây là cái khu vực chiến lợi phẩm lớn nhất. Gần đây thì lấy một cái ngôi làng, ngày hôm qua Nguyên cập nhật cho các quý vị, lấy được cái ngôi làng khá lớn, một cái nơi mà rất là quan trọng, cái nơi trọng yếu phòng thủ của Nga. Có thể người ta còn đánh giá rằng là cái ngôi làng này thất thủ, Nga sẽ thất thủ ở tại Zaporizhia trong những ngày kế tiếp. Vì cái ngôi làng này là cái ngôi làng mà cái khu mà Nga cho rằng là cái nơi kiên cố nhất, phòng thủ vững chắc nhất. Nhưng mà cuối cùng cũng bị Ukraine bẻ gãy và mới vừa giải phóng ngôi làng và đang sơ tán dân. Thì đây là cái có thể nói là một cái thành quả lớn nhất trong mấy ngày gần đây khi ở khu vực Zaporizhia mà Ukraine đang đạt được, khi Ukraine đang tập trung phản công ở khu vực này. Cái điều mà quan trọng hơn nữa là cái viện an ninh hạt nhân á, họ mới công bố cách đây không lâu, tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Họ nói là cái vấn đề phản công của Ukraine nó đã dẫn đến cái vấn đề lo lắng. Vì Nga đang dồn dập phòng thủ ở nơi nhà máy hạt nhân. Khi cái thành phố thất bại, cái ngôi làng Rostov thất bại, Nga đã thất thủ, thì Nga đã dồn dập phòng thủ của mình xung quanh nhà máy hạt nhân. Và bây giờ nhà máy hạt nhân đã trở thành cái pháo đài của Nga. Và ngoài đó thì còn gài đầy mìn ở khu vực xung quanh. Nên là vấn đề an ninh hạt nhân của toàn cầu, họ báo động đỏ, tình hình nguy hiểm nếu tiếp tục giao tranh leo thang ở tại khu vực. Không có ông nào sợ chết hết. Thực tế luôn, bây giờ Nguyên thấy cái nhà máy hạt nhân, cái kiểu này Nguyên không biết chừng nào mà nó có xảy ra vấn đề. Hiện bây giờ họ cảnh cáo là Nga đã điều động lực lượng bảo vệ nhà máy hạt nhân, củng cố trở thành cái pháo đài rồi. Bây giờ Ukraine có bắn hay không bắn? Tiếp tục tấn công hay không tấn công? Là cái điều mà bắt đầu là người ta lo lắng các quý vị. Lo lắng. Người ta lo lắng. Nên Zaporizhia đang rất là thuận lợi cho Ukraine. Xích xuống chút xíu nữa, khu vực Melitopol rất là tốt đẹp. Lực lượng Ukraine đã bắt đầu triển khai sự phản công mãnh liệt ở tại khu vực Melitopol. Đang đi xu hướng vô cùng thuận lợi khi lúc đó không thấy bóng dáng của Nga đâu cả. Sự phòng thủ của Nga không đặt trọng tâm vào chỗ này. Nên là cái vấn đề mà lực lượng của Ukraine bắt đầu đi sâu vào trong, và người ta nghĩ là cái thành phố có thể giải phóng sớm nhất là Melitopol. Nguyên không có biết có phải gì hay không, chỉ là đánh giá theo cái tình hình vệ tinh, Viện Nghiên cứu Chiến tranh họ đánh giá với cái tình hình. Tình hình Kherson là cái tình hình tuốt ở miền Nam mà hiện bây giờ thì nó vẫn y như cũ. Nó không có thay đổi lớn. Tuy rằng có một số lượng binh sĩ đã qua sông, nhưng mà nó vẫn chưa có một cái tác động lớn. Họ vẫn nằm ở đâu đó, ở bên khu vực của Nga quản lý. Họ đang núp lùm, chờ cơ hội phản công, nhưng chưa có một cái dấu hiệu nó quá rõ cái thành đạt công của họ. Khi họ qua sông, họ vẫn đánh du kích. Họ không có đánh trực diện với lực lượng của Nga ở tại khu vực Kherson. Nên là tình hình Kherson vẫn chưa có thay đổi trên vấn đề địa lý chính trị. Nên không có thay đổi lớn ở tại khu vực miền Nam Kherson. Nhưng nói chung chung thì là từ Bắc đến Nam thì các quý vị thấy là Ukraine họ đạt được những thành quả đáng kể. Đặc biệt là 5 ngày gần đây. Thì đây cũng là một cái bước ngoặt khá vui cho Ukraine. Tất nhiên là nó chưa đạt được những gì mà chúng ta chờ đợi, là giải phóng hay là chấm dứt cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt. Nhưng mà Nguyên nghĩ là cũng không lâu nữa. Với nếu cái đà nó hơi chậm kiểu này, nhưng khoảng tầm khoảng 3 tháng nữa thì mình sẽ chắc chắn là sẽ có một cái thủ đô lớn, thành phố lớn, một cái thành phố lớn do Nga quản lý có thể thất thủ. Khoảng 3 tháng nữa, nếu mà cái tốc độ kiểu này không ngừng, khoảng 3 tháng nữa thì không biết cái thành phố nào của Nga quản lý sẽ thất thủ, mình không rõ. Nhưng mà sẽ có một thành phố với cái tốc độ mà Ukraine vẫn lấy đất đai mỗi ngày, tất nhiên là ít nhưng vẫn có, thì chắc chắn sẽ có được cái thuộc thành quả của Ukraine mà các quý vị sẽ có những tin mừng.
Còn ngày mai có những cái bản tin gì